Rồi, trưa hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn món hủ tiếu bò nha các bạn nha. Đây, bò với lại cái viên này nữa. Rồi, nhìn đã quá, 70 bạc, mùi rất là thơm luôn á. Kế bên có món cơm, cũng bò luôn nha. Lên à? Rồi, múc mạnh lên đây. Có mùi thơm lắm. Có vẻ thơm nhưng mà hơi cay à? Nghe cay cay à? Cay à? Và đây là một ngôi chùa rất là cổ của thành phố Chiang Mai, có từ năm 1345, có tên là Wat Phra Sing. Tượng Phật rất là trang nhã, rất đẹp các bạn. Phong cách Lan Na. Thơm quá, mùi hoa lài, hoa hồng. Và đây là những bức bích họa rất là đẹp trong chùa Wat Chai Di Loan. Và đây là Wat U Mong, một ngôi chùa có từ thế kỷ 13, với đường hầm và những gian thờ Phật. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 11 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 2022 ha. Ở thành phố Chiang Mai nè các bạn. Đây là khu tường cổ nha. Thì hồi sáng này chúng ta đã đi tham quan ngôi chợ Warorot, ngôi chợ trung tâm của thành phố Chiang Mai. Rất là vui, nhiều món ăn và rực rỡ sắc màu ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan một số ngôi chùa nổi tiếng của thành phố. Đây là khu vực thành nội các bạn nha. Đó, những bức tường cổ. Ngôi chùa đầu tiên chúng ta đi tham quan có tên là Wat Sing Ha. Rồi chúng ta đi nha. Chúng ta cùng nhìn đường xá, khu vực thành nội. Những bức tường cổ này giờ chỉ còn lại một số đoạn thôi. Đây các bạn nhìn qua đây nè. Và các bạn lưu ý nha, ở đây có rất nhiều cảnh sát, họ kiểm tra bằng lái, họ đòi hỏi là bằng lái quốc tế. Nói thiệt lòng với các bạn là mình không có mang theo bằng lái quốc tế, tuy nhiên là mình chỉ cần xô cái bằng lái của Việt Nam á thì họ cũng cho qua, họ nói chuyện cũng rất là dễ thương. Dù sao á thì các bạn cũng nên đổi cái bằng lái Việt Nam sang bằng lái quốc tế nha, cho loại xe máy. Mình nghe nó đổi nhiều khoảng độ một tuần đúng không ta? Ok, nghe nó đổi một tuần đó các bạn, làm thủ tục cũng nhanh lắm, chỉ tốn chút xíu tiền thôi, khoảng độ 250.000 đồng gì đó. Rồi bây giờ chúng ta đi nha. Wat Sing Ha.
Rồi, chúng ta đã tới nơi ha, ngôi chùa quan trọng nhất của thành phố Wat Pha Sing, có từ năm 1345 và chánh điện được xây từ năm 1385 tới năm 1400 các bạn. Bên trong thờ tượng Phật Pha Sing nổi tiếng nhất thành phố. Bây giờ chúng ta vô nha, đây là khu vực gửi xe. Các bạn mình nhớ không? Tùng có nói là Chiang Mai được chọn làm kinh đô của Vương quốc Lan Na từ năm 1296 ha. Như vậy 1345 thì đây là một ngôi chùa gần như là cổ nhất thành phố rồi. Đây. Wat Pha Sing. Mình đọc tài liệu thì nói đây là một cái kiến trúc hoàn hảo nhất theo phong cách Lan Na ha. Đó, các bạn thấy không, các bạn Tây không có mặc quần dài, rồi vô đây là phải mướn đồ hay là kiếm thêm một cái tấm vải để quấn lại. Wat Pha Sing. Từ khách sạn của mình chạy đến đây khoảng độ 3 cây số hơn các bạn. Đây, Wat Pha Sing. Chữ Pha Sing viết là P phở H R A Pha. Sing viết là S I N G H. Rồi, chúng ta bước vào trong nha. Các bạn có nhớ không, Chiang Rai cũng có một ngôi chùa tên là Wat Pha Sing. Ok, đây các bạn, đây là ngôi chùa nha. Ông đó ông bán đồ hay ông rủ đi muốn đi đi đâu á, họ có xe chở đi. Nghe là biết liền. Thế là dạng ok. Xe. Em đang có bộ tài rồi. Ok, để em đi qua. Ngôi chùa rất là đẹp các bạn. Trang nhã ha. Rất là trang nhã, nhiều cây xanh. Đây mình quay cái máy cho các bạn xem nha. Từ từ chúng ta thưởng lãm. Wat Pha Sing. Đây là kiến trúc hoàn hảo nhất của kiến trúc Lan Na các bạn ha. Vương quốc Lan Na. Nhiều lớp ngói. Đây là có ba cái mái ngói các bạn. Hình rồng nè. Mái ngói màu nâu đỏ. Rồng màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô chánh điện. Mình nghĩ là vậy, đây chắc là chánh điện rồi. Và trước khi vô thì chúng ta sẽ phải cởi giày ra nha. Đó, các bạn Tây không có bao giờ mặc quần dài hết. Wow, đẹp quá. Màu vàng óng ánh luôn các bạn. Nó nhu hơn so với bên Nam đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Mấy em này không cần mặc đồ. Cái chính điện cũng cao hơn nữa. Cao hơn xíu. Ở bên Lào á, mình nhớ là cái mái ngói nó sẽ thấp hơn. Rồi bây giờ chính xác chúng ta sẽ bước vào sau khi xoay một vòng. Sắc màu vàng. Vô chính điện. Cởi giày ra. Cái máy cao ghê á. Rồi nắng lên các bạn ơi, nắng lên. Đây chúng ta bước vào. Wow, tượng Phật đẹp lắm các bạn. Họ bước vào luôn, mặc dù họ mặc quần sọt. Ở đây là cái lớp các bạn nhìn nha. Gạch bông. Màu vàng sạch sẽ. Ở bên phía tay trái chúng ta thấy vị sư đang làm phép. Rồi mình ra chánh điện. Tượng Phật rất là đẹp luôn, trang nhã các bạn, thanh tịnh. Đứa bé dễ thương chưa, lên đây luôn. Hoa hồng vàng luôn. Ở đây là tham quan miễn phí các bạn nha. Rồi, nó cười á.
Rồi mình bước lại gần hơn chút xíu nha. Ở trong đây những cái bức tường á thì mình thấy bình thường, khung cửa sổ cũng được, nhưng mà ấn tượng nhất chính là tượng Phật. Y vàng, thanh thoát, sang trọng, thanh nhã đều có. Đẹp đẹp lắm luôn, đặc biệt là cái màu xanh dương kia nữa. Đây là những cái cột đó. Chừng rất là cao các bạn. Nó có nhiều quạt. Rồi mình đi qua cái khung cửa sổ cho các bạn xem các họa tiết của nó nha. Wow, bên kia là một cái trường học các bạn. Wat Pha Sinh. Và đây mình xoay một góc ha, trước khi rời khỏi chánh điện. Đẹp và thanh nhã lắm các bạn. Giản đơn thanh đà trang nhã ha. Trang nhã lắm luôn ha. Và đây là bên ngoài chánh điện các bạn ha. Ở bên kia là có độc ha, ở bên đây thì bình thường. Rồi anh nghĩ là donation để dắt về mấy cái tượng đó. Mình đã donation rồi, bây giờ chúng ta sẽ mang về các bạn ha, và đi một vòng. Đây hôm nay mình quay cận cảnh hơn Đức Vua Rama thứ 10 các bạn nha. Rất nhiều bàn tay mặc quần sọt đi vô chùa. Rồi chúng ta tiếp tục đi các bạn ha. Ở đây không có phí tham quan, chúng ta gửi vào thùng công đức thôi. Mình lại thích những ngôi chùa không có thu phí tham quan, là nơi tu hành thực sự, không có mang tính chất làm kinh doanh. À, đẹp quá, rất là thanh nhã luôn á. Kế bên là trường học hang. Đây bữa giờ thấy hoa giấy. Ở đây có một cái hàng câu gợi nhớ về Việt Nam, về Hội An, về Quảng Nam. Trong bầu trời trong xanh. Đằng kia có một cái điện nhìn rất là ấn tượng, có cảm giác như là bằng gỗ vậy. Có một cái che đi bảo tháp phía sau nữa các bạn. Bảo tháp vàng hả? Tháp vàng đẹp lắm. Màu vàng này sáng hơn. Sáng rực luôn á. Về bảo tháp mà mình thấy sáng chói nhất á, mình đã từng tham quan á, đó là Sweragon ở Yangon của Miến Điện các bạn. Toàn bộ là vàng nha. Hey, ấn tượng lắm. Wow. Đây là hình mẫu của kiến trúc Lanna. Ba lớp ngói các bạn ha.
Đây mình xoay một vòng các bạn xem. Đó, đoạn đường chúng ta đã đi qua. Bây giờ cái mặt của mình giống in hệt như ban công vậy đó các bạn. Nắng chói chang luôn. Rồi, chúng ta nhìn lên. Rồi, chúng ta cùng nhìn qua bảng tháp. Wow, rực rỡ nắng vàng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bước lại gần hơn. Rồi. Rồi, cởi giày ra. Đây, chúng ta bước vào. Đó, vô đây nó mát liền rồi. Rất là thanh nhã. Ở bên đây có một số bức bích họa các bạn. Gỗ, kiến trúc gỗ. Đây là ngôi điện cổ đó. Đây các bạn sẽ thấy một số bức bích họa nha. Về đời sống thường nhật ở Chiềng Mai. Đó. Lái tàu nè. Câu cá nè. Đó. Này có người phụ nữ cho con bú nữa. Có vị sư ngồi đằng kia. Mình em có muốn được cầu nguyện không? Có vị sư kìa. Gửi tiền á. Tôi nét vô trọng trọng. Đây hình ảnh của một số cái này mình xem coi, này bình thường nè. Này giống như là đẳng cấp cao hơn nè. Này đi buôn bán. Xin phép nhầm tay hả? Như là chỉ hồng vậy phải. Đây là những cái chiên nè. Giờ để anh qua anh xin đi. Anh ghi hình cho mình. Tuần qua bển xin cầu mong sự bình an, sức khỏe cho tất cả quý vị. Rồi chúng ta đã đi ra ha, ánh vàng rực rỡ. Mình đi qua hướng này. Màu vàng chói lóa luôn các bạn.
Rồi chúng ta tiếp tục đi nha. Chùa Wat Phrasing ha, chúng ta chạy đến đây, đây chính là chùa Wat Che Di Loan các bạn. Khoảng cách là khoảng độ 1 cây số hơn. Và ngôi chùa này được xây dựng từ năm 1395, hoàn thành vào năm 1475. Trong đó có một bảo tháp đã từng cao khoảng độ 90 m. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua vé nha. Bên trong là khu vực gửi xe đó. Ở đây họ phân ra là người nước ngoài đi mua vé, rồi người Thái thì đi cổng này chắc là khỏi mua vé. Quạt che đi lu khẩu cứ xài. Rồi chúng ta vô nha. Ở đây có hai bức tượng các bạn. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa các bạn ha. Năm chục bạc hả? Ồ. Rồi ok mua đi. What Jedi Loan. Ở đây là mở cửa từ 8 giờ sáng và close lúc 5 giờ chiều, đóng cửa lúc 5 giờ chiều các bạn. Ở đây trẻ em ở dưới 1m35 cũng thu tiền luôn là 20 bạc. Thu tiền luôn, trẻ con cũng thu tiền luôn. Ừ. Nên miễn phí vé cho trẻ con, trẻ con làm gì đâu có tiền. Rồi kiểm tra vé. Hai người. Ok, hợp cung crap. Đây, người Thái được cầu nguyện. Rồi, chúng ta đi. Từ xa xa chúng ta thấy một bảo tháp bằng gạch. Thì bảo tháp đó theo mình biết là đã được từng có chiều cao á, 90 mét rất là cao nha. Che đi bảo tháp. Ở đây là đặt thêm một cái súng nữa. Hơi gió các bạn nha, thông cảm nha. Ở đây viết bằng tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Hàn. Và điều rất là quan trọng ở đây là chỉ cho con trai gì vô chứ không cho con gái gì vô. Có một cái sự phân biệt rất là kỳ. Không hiểu tao. Có cả tiếng Nhật nữa. Rồi để mình vô coi. Nền gạch màu xanh rất là mát mắt các bạn. Không có trơn nha. Có làm cái lần đấy. Ừ. Ở đây trông dậy những cái hình vẽ rất là đẹp. Đẹp lắm các bạn. Nên vào nha. Ừ, rất là đẹp luôn. Kể cả đồ dài cũng đẹp. Vẽ thì đẹp quá. Wow, thơm ơi là thơm luôn á. Đây là một vị sư nè. Rồi. Bên trên là nhảy múa. Oh, những bức bích họa này đẹp quá. Tự nhiên nhớ về Nan các bạn. Ở Nan vẽ cũng rất là đẹp luôn. Thấy không? Đẹp quá. Ở đây là cảnh đi buôn bán ngày xưa chắc. Ở đây chúng ta thấy con này giống con bò.
ở đây chắc là gia đình của Uyên Quý hoặc là tướng tá nè. Ở đây chúng ta thấy một con voi. Wow, bích họa đẹp quá. Và đây là bảo tháp ngày xưa, cao 90 mét. Ở đây diễn tả về một cái trận chiến, mình nghĩ vậy. Và đây chúng ta thấy tượng Phật. Rồi, trước khi mình đi ra ha, đó, mình quay cận ảnh một lần nữa các bạn thấy nè. Hoa tiết đẹp quá trời luôn, màu sắc rất là sáng và tươi. Vẻ xuất sắc luôn. Ở đây có vẻ là gì? Mọi thứ sinh hoạt đó, cũng như quanh cái tháp đó. Để cho tới lúc cái tháp xây xong nè. Ừ. Và đây giống như một lễ hội vậy đó các bạn, đó. Dâng hoa, dâng dừa, dâng chuối lên. Rồi, chúng ta đi ngoài nha. Rồi, chúng ta tiếp tục đi các bạn. Chiang Mai City Pillar. Đây là cái trụ cột của thành phố Chiang Mai. Chính điện hình như đang tu sửa các bạn ơi. Chúng ta ra sau nha, khu vực bảo tháp. Hơi gió. Đây, mình quay các bạn xem. Ở đây là bán vàng lá đấy. Mình hơi bị chật, màn hình bị rung nha. Đúng rồi. Bất ngờ quá. Họ làm một cái cục văng lên. Đây họ bán vàng lá nó dán lên tượng Phật. Nói bán này dạng như donation á. Ừ. Tương tác, tương tác. Tương tác miết. Đây 10 bạt. Một miếng vàng lá. Chúng ta tiếp tục đi nha. Như vậy là chính điện đang tu sửa các bạn. Rồi lại thêm một cái nữa. Họ xây những cái gờ nó hơi bất ngờ. Mình đi mà không nhìn thấy. Rồi chúng ta cùng nhìn qua nha. Đây.
bảo tháp từng cao nhất ở thành phố Chiang Mai, toàn bộ bằng gạch. Hiện chúng ta chỉ có thể đứng dưới thôi chứ không được lên nha. No entry. Chùa Wat Chai Di Loan ha, chúng ta chạy đến đây ăn cơm trưa các bạn. Ở đây để mình vô mình hỏi tên đường nha. Rất là gần. Ở trong đây bán hủ tiếu bò với cơm bò, toàn là bò. Mình thấy là người Thái đến ăn, người Thái đến ăn mình tự tin hơn. Ở đây họ mở cửa từ 10 giờ sáng và đóng cửa lúc 2 giờ 30 phút chiều. Ở bên trong nhìn nó cũng khá là cổ và nó cũ. Đây, hình như họ là người Hoa các bạn ha. Đó, không biết tên đường là tên gì nữa. Thấy toàn người Thái không. Từ cái chùa nãy mình chạy qua đây là bao nhiêu mét ta? Gần mấy trăm mét à? Đây cái tiệm này tên là tên gì không biết nữa. Đâu tên đường đâu? Rất phi thi. Nó trên Google Maps á. Ok, cái này là 70 bạc các bạn nha. Cho cái phần hủ tiếu bò với bò viên. Rồi cơm bò cũng vậy luôn. Bình thường là 70. Bên kia luôn. Đây là phần nước là 10 bạc. Coca-Cola là 20 bạc. Đây đường Ratviti. Mở ra. Nè Ratviti. Ratviti là đọc là Ratvithi. Ratviti các bạn nha. Bên kia chính là Three King Monument. Three King's Monument là tượng đài của ba vị vua. Bên đây. Rồi quan trọng là đường Ratviti nè, Ratvithi, Ratviti các bạn. Đó. Nghe cái mùi ớt chua cay cay. Đó, ở đây bán 20 bạc. À, tô hủ tiếu mà bò với lại chắc bò viên nữa, 70 bạc chắc cũng được. Đó, toàn bộ người Thái không. Thailand. Rồi đây món ăn đã đến nơi ha, đây là món có giá 70 bạc các bạn. Rồi dùng ra đũa em xúc cái phần tô hủ tiếu lên mình. Ở đây chúng ta thấy nè, có thịt bò, có hủ tiếu, có cái viên này chắc cũng là viên bò quá. 70 bạc ha, 47.49.000 đồng cho được 5 viên 4 viên chứ. Có giá. Ok. Đúng rồi. Qua bên đây con chén cơm với lại cái đi chén với lại bò chén, gì khác là cái cùng cơm thôi. Rồi mình ăn nha. Nghe cái mùi rất là cay. Nghe mùi cay, ở trên đây cũng toàn ớt không. Quán này là một quán local á. Local mà dành cho người địa phương mà. Thì món này ngon lắm các bạn ơi, cái phần nước nó đậm đà nha. Dùng cho đậm đà sao ta? Nó có độ thanh lắm, giống như có mùi thuốc bắc các bạn. Cái vị gì cũng có, mặn có, ngọt có, mà nước trong kiểu như trong trong cũng có. Phần bò rất là ngon, đặc biệt phần gừng bò béo béo. Tiêm cái phần viên kia nó như có phần làm thịt bò hay sao ta, cái phần viên đó. Có ăn rất là thơm, sực sực, có rau ông chổng nữa. Nói chung là phần thịt bò ngon, gừng bò ngon béo và nước đậm đà. Tô này rất hợp với người Việt Nam. Đúng rồi, rất hợp với người Việt Nam luôn. Tại vì các bạn nên ăn thử nha. Cái vị gì cũng có. Mặn ngọt có đầy đủ. Bỏ miếng ớt khô vô. Cho miếng ớt vô. Nước khô vô. Cuối cùng không cay. Rồi cho vô. Không có cay nha. Rồi các bạn nhớ đến đây ăn nha. Thực sự Chiang Mai cái phần hủ tiếu này ngon đó. Ăn trưa xong ha, chúng ta chạy chút xíu tới đây. Đây chính là chùa Wat Chien Mun các bạn. Đọc là Chiang Mun. Tuy nhiên có trên mạng họ ghi là Wat Chien Man đó nha, MAN. Đây cũng là một ngôi chùa cổ của thành phố. Mình đọc tài liệu á, thì nói là bên trong thờ hai tượng Phật được tạo tác từ khoảng độ hơn 1.800 năm về trước. Hồi nãy trong cái quán ăn á, mình ăn xong rồi mình gọi thêm một cái tô gân bò rất là ngon các bạn. Tổng số tiền là 240 bạc nha, cho hai tô hủ tiếu và cơm với lại thêm một cái phần tô bò, một chai nước suối và một lon Coca-Cola.
Đây, Wat Chiang Man hay Wat Chiang Mun các bạn. Ok, mình thấy là những ngôi chùa ở Chiang Mai này á, nó có cái độ thanh nhã, nó có nhiều cây xanh. Cái màu sắc nhạt hơn. À, màu sắc nhạt hơn so với Nan. Chiang Man, Chiang Mun. Đây chắc là chánh điện rồi và chúng ta phải cởi giày ra. À, cố đô Chiang Mai được thành lập vào năm 1296. Hơn 700 năm rồi các bạn. Đây các bạn, ở đây là có hai tượng Phật ha, được tạo tác từ 1800 năm về trước và 2500 năm về trước. Tượng Phật rất là cổ rồi. Nóng chói chang. Rồi, chúng ta bước vô nha. Quý vị và các bạn xem video có mong muốn Tùng quay video về cái mảng nào thì quý vị cho Tùng biết nha. Ở ngay Thái Lan. Đây chúng ta bước vô nha. Ở đây cũng là bằng cẩm thạch hả? Ồ, trong chùa mà cũng có phim hài. Ờ, donation đi. Chùa mà không có thu phí thì mình donation. Vẫn thích donation hơn. Tượng Phật Ngọc màu xanh rất là đẹp các bạn. Tượng Phật Ngọc đẹp hả? Cái nào đẹp chứ? Đi hình cận cảnh các bạn xem. Tập sự đó. Lấy cái quỳ ngọc có chiếu à? Chiếu. Ngoài đây tượng Phật cũng đẹp luôn. Một màu xanh mướt. Ngoài kia rất là nắng. Ngoài sao có bảo tháp. Ôi, tượng Phật rất là lớn. Đây, chúng ta nhìn màu bảo tháp nha, những con voi. Do not go up. Rồi, chúng ta đi ra ngoài nha. Qua hướng điện thờ bên kia. Đây, chúng ta đi qua điện thờ bên đây nha. Gió chút xíu các bạn.
Ở Chiang Mai này mình thấy là các ngôi chùa là không có nghiêm như kiểu bên Bangkok nha. Bangkok là mặc quần sọt là không thể nào vô đâu. Rồi, chúng ta bước vô. Donation box. Donation rồi. Mình không rõ là tượng Phật nào có từ 1.800 năm và 2.500 năm về trước. Hai tượng. Ừ, hai tượng được. Nhưng mà không có đề bằng tiếng một cái là 1.800, cái là 1.500. Ừ. Ở đây có một số bức bích họa về cuộc đời của Đức Phật. Ở trong đúng không? Đúng không? Có ghi hả? Tại thế nghĩ là cũng nhất Phật gọi là họ sử dụng cái cột sắt với lại cái mảng kiến họ che lại rồi có khóa nữa các bạn, giống như bảo vật quốc gia vậy. Tuy nhiên rất là khó thấy, các bạn thấy nè, mình có một cảm giác rất là nặng nề, thực sự nặng nề lắm, che kính lại hết rồi. Okay. Và sau đây chúng ta sẽ đi massage. Massage rất là đặc biệt các bạn. Chúng ta sẽ vào khu vực nhà tù để massage. Và rất có thể video đó mình sẽ làm một video riêng nha. Massage trong khu vực nhà tù. Tại sao như vậy? Bởi vì họ tạo điều kiện cho những người đang chịu hạn tù á. Massage thì cái tiền mà họ kiếm được á, sau này sau khi họ mãn hạn tù ra sẽ được gọi là tái hòa nhập cộng đồng được sử dụng. Đây là ý nghĩa về mặt xã hội rất là tốt. Mình sẽ đi nha. Rồi. Rồi chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 2 giờ chiều ha. Đây chúng ta đến một khu vực này rất rất là đặc biệt. Đây là khu vực mà những người phụ nữ ở tù á, họ đến đây họ làm massage nè. Thì cái foot massage đây là 1 tiếng đồng hồ là 250 baht, traditional Thai massage là 250 baht luôn 1 tiếng ha, và 2 tiếng là 500 baht. Mình đọc thông tin á, là cái phần tiền ở đây những người tù á, họ sẽ được hưởng sau khi họ mãn hạn tù nha. Thì bên trong không được phép ghi hình, ý mình nói là ngay khu vực họ làm massage mà chỉ có thể ghi hình bên ngoài thôi. Đây các bạn, họ mở cửa từ thứ hai tới thứ sáu từ 8 giờ sáng tới 4 giờ 30 chiều và thứ bảy chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng tới 4 giờ 30 chiều. Ở đây ghi là traditional Thai massage and spa, food and beverage services, vocational training center of Chiang Mai Women Correctional Institution. Nói chung là cái khu vực massage của những người ở tù rất đặc biệt các bạn. Một hình thức rất là hay ha. Bây giờ mình sẽ vô massage. Không gian rất là mát nha. Rồi ở ngoài đây có tiếng nước chảy róc rách nữa. Rồi mình vừa tận hưởng massage xong các bạn. Thực sự mà nói là cực kỳ đã luôn. Một tiếng đồng hồ 250 baht. Mình tip thêm 100 baht nữa. Bây giờ sẽ là nhận xét của mình nha. Vì họ là các tù nhân á, cho nên mình không có ghi hình được ha. Đó là sự tôn trọng. Bây giờ các bạn sẽ nghe Minh nhận xét về phần massage này nè. Nghe nói Minh ban đầu vô á, nếu là 5 phút đầu đi thì cái phần mà phần hai đầu tiên là phần chân. Thì ban đầu em tưởng là nó sẽ nhẹ. Em tưởng là tệ đi. Nhưng mà khoảng chừng 10 phút sau bắt đầu lên tới phần bắt đầu bắp dưới bắp vế mình á. Thì cảm giác bắt đầu tê xuống. Nó đầy đủ rồi, cảm giác là cảm giác sướng á.
rồi tới phần tay cũng nhẹ. Ừ. Cái phần mà em thích cực thì thích luôn, mà em trông đợi nhất là phần lưng. Ờ. Họ làm rất là tuyệt luôn. Okay. Ngay từ phần lưng lên tới phần vai và phần cổ. Yeah. Cảm giác mọi thứ nó đều cảm giác mình rất là sướng á. Ừ. Nó vậy đó. Là họ làm vừa đủ nhấn lên những cái huyệt của mình. Ừ. Rồi tê có, rồi cảm giác mà không hề nhói nha. Ờ. Nhói đâu là không có. Ờ. Còn mọi là cảm giác tê hết. Ừ. Mà không phải là nhẹ, họ vẫn vô huyệt nên họ cái ờ. Rồi cái cô làm lúc mà cổ đang làm cho em á, cổ cứ cười, mấy nhảy cổ thấy vui á. Ờ. Tại cảm giác mình tê cái mình tự nhiên mình rên. Ừ. Cái cổ nghe cổ mất cười mà cổ thấy lịch sự này. Ờ. Mọi thứ em cực kỳ thích chỗ này. Ok. Chỗ này là một chỗ em muốn đi. Và lúc mà họ nhấn cái phần vai này nè, cái lưng đó, họ nhấn vào cảm giác rất là đã lắm. Ừ. Em không biết bên anh như thế nào nhưng mà em là hoàn toàn là đã luôn. Bây giờ mình nói về cảm nhận của mình các bạn, mình có thể dùng một cái từ gọi là khá, gọi là xuất sắc. Đầu tiên là cái lực cổ là một người, nói chung là con gái thì nhỏ nhắn hơn. Nhưng mà cái lực cổ sử dụng phải nói là từ ngón tay cho đến gọi là nguyên cái bàn tay, cho đến cái cùi chỏ, cái bàn chân tới cái đầu gối, ứng vào chỗ nào là phê chỗ đó. Và ở đây là ứng không đau các bạn, mà ứng phê. Cái hay chỗ là ứng không đau và phê là nó rất vừa phải. Mình còn nhớ là ở ngay tại Sukhothai và ở Ayutthaya thì họ làm cực kỳ phê, nhưng mà có lúc hơi đau, còn ở đây là không có bị đau. Cái đó là cái hay của họ. Ayutthaya với Sukhothai là hơi nhói á. Hơi nhói chút xíu. Đúng rồi. Tại cái lực không mạnh hơn nữa. Đúng rồi. Họ dấn hơi mạnh, còn đúng rồi. Hoàn toàn không nhói luôn. Đúng rồi. Ở đây là họ sử dụng cái lực nó rất vừa phải các bạn. Cái hay ở đây là đầu tiên á, chúng ta vô họ sẽ rửa chân cho chúng ta và họ sẽ sử dụng muối và trái trúc để họ rửa chân cho chúng ta. Sau đó chúng ta thay quần áo. Rồi có một cái hay nữa là không gian bên trong họ chơi nhạc rất là nhẹ và cảm giác nó rất là thoải mái. Có những cái gọi là rèm phủ màu trắng xuống. Người phục vụ massage thực sự lịch sự. Họ là những tù nhân, tuy nhiên mình cảm nhận họ thực sự là những con người làm trong ngành dịch vụ luôn á. Về dịch vụ massage mình cảm thấy đây là một chỗ nơi mà massage tốt nhất ở Thái Lan mà mình đã từng sử dụng. Hơn hẳn rất nhiều so với Wat Pho, ngôi chùa ở Bangkok. Thực sự mà nói trong các điểm massage ở Thái Lan, nơi mình thất vọng nhất chính là Wat Pho, bởi vì trông đợi nhiều về Lonely Planet nói rằng nó là nơi đào tạo massage của Thái Lan, nhưng thực tế thì không bằng một gốc. So với đây, so với Ayutthaya, so với Sukhothai, so với Nan. Còn ở Chiang Rai ngay chợ đêm thì đó là một sự thất vọng hoàn toàn. Các bạn nên đến đây thử nha, để cảm nhận được cái dịch vụ của họ rất lịch sự. Và ở đây họ mở cửa hàng ngày các bạn nha. Ở đây là không có nhận booking trước mà các bạn phải tự đến đây để mà lấy booking. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi ha. Đường xá ở thành phố Chiang Mai các bạn thấy nè, 3 giờ rưỡi chiều thì cũng khá là yên ắng thôi. Xét về mặt khí hậu thì rõ ràng là thành phố này sẽ không bằng được Đà Lạt. Bây giờ Đà Lạt chúng ta sẽ có không khí mát lạnh gần như là mỗi ngày 24 tiếng, còn ở đây là không khí nữa mát mát vậy thôi. Cái này đúng kiểu là 60 phút tận hưởng luôn á. Đúng rồi, 60 phút tận hưởng. Không có than phiền một chút nào. Mình vừa phê mà mình cảm giác như muốn buồn ngủ rồi các bạn. Thực nhưng sự là đã lắm. Không có ngủ được. Không ngủ được, nó rất là phê. Tận hưởng 60 phút hoàn toàn. Ở đây có thêm cái nữa là cái quán cà phê ở đây nữa. Và ở đây là họ có những tiền tip. Mình không có rõ thực sự là họ có giữ được hay không, nhưng mà có đưa tiền tip cho họ thì họ vẫn giữ. Họ vẫn cầm, tại lúc đầu mình cứ nghĩ là có thể là họ sẽ là tù nhân thì khó để mà giữ được cái tiền đó. Tuy nhiên mà những gửi tip các bạn nha, không có đưa vào trong cái hộp mà mình là gửi riêng. Và mình thấy là hầu như du khách nào đến Thái Lan, đến Chiang Mai đều ủng hộ họ cả. Một dự án xã hội mình thấy hay, rất lịch sự. Nên trải nghiệm mình tham quan luôn. Đúng rồi, đây là nơi thực sự mà nói là một nơi, phải nói là nằm trong cái dạng gọi là nên tham quan, nên trải nghiệm nhất ở Thái Lan luôn á. Đó, quán cà phê lịch sự nữa các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi nha. Mình dành lời khen rất nhiều cho ở đây. Cái em thích nhất là cái phần lưng thật sâu. Phê. Anh lại thấy cái chân rất là đã. Cái phần lưng cũng được. Cái chân thì ban đầu của em hơi nhẹ nhẹ. Ừ. Em tưởng là tại đó. Cái sau lên cái lưng tội đã quá trời. Ok. Và từ chỗ massage ha, chúng ta chạy khoảng độ 6 cây số đến đây là Wat U Mong các bạn.
một ngôi chùa có từ thế kỷ 13 rất là nổi tiếng với một địa đạo. Thì bên trong địa đạo đó có những cái gian để thờ Phật các bạn nha. Và ngôi chùa này được vua Mang Rai xây dựng. Các bạn nghe tiếng không? Tiếng tụng kinh đó. Và ở đây là một không gian hoàn toàn khác biệt với Chiang Mai bên ngoài luôn. Ở đây rất là mát, bao bọc là toàn bộ là cây xanh các bạn. Trong khi hiện tại bên ngoài Chiang Mai đường xá nóng, cực kỳ nóng. Bây giờ chúng ta sẽ đi về hướng của địa đạo. Không biết là hướng nào đây. Đây là khu vực giữ xe nha. Chắc là phía sau đây rồi. Ok, mình đi thôi các bạn. U Mông. U Mông đọc là U-M-O-N-G. Tuy nhiên tra trên Google thì nó ra khá là nhiều ha. Đọc sao ghi vậy luôn á. U Mông. Đồ. Chỉ Art. Không thấy cái chữ thanh nộ. Máy bay, nghe tiếng máy bay. Chiang Mai thì có sân bay quốc tế và từ đây chúng ta có thể bay về Sài Gòn. Nghe tiếng các vị sư đang tụng kinh. Thế giới khác luôn. Ngoài nóng hổi. Đúng rồi. Không biết là địa đạo nằm đâu. Đâu? Đó Thanh Nộ rồi kìa. Thanh Nộ địa đạo các bạn. Và Golden đi thẳng luôn nha. Các vị sư đang tụng kinh. Fish Feeding Place là nơi cho cá ăn đó các bạn. Văn phòng của sư trưởng bên phía tay trái. Chỗ cho cá ăn bên phía tay trái. Thanh Nộ địa đạo bên phía tay phải. Đi thẳng là chùa. Đi thẳng là một con dốc, một bậc thang để chúng ta đi lên. Leo đi. Rồi thôi giờ chúng ta đi qua địa đạo trước đã. Rồi chúng ta đi qua. Trước đi lên địa đạo. Đi qua địa đạo trước đi. Giờ nó phải đợi ánh sáng. Nghe cái tiếng tụng kinh hay quá. Tiếng Bali. Tiếng Thái chứ. Bali. Đây. Ở đây bán bông. Đó, bình yên các bạn ha. Đây là giống như trụ cột thành phố. City Pillar. Pillar. Okay. Đó, bạn thấy không? Cả một cái khu rừng xanh luôn. Đẹp ơi là đẹp. Bởi xây dựng thành phố, đừng có chặt cây nhiều quá. Đây, chào mừng các bạn đến với ngôi chùa địa đạo. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết toàn bộ video, xem toàn bộ quảng cáo. Đó là nguồn thu duy nhất của Tùng hỗ trợ cho chuyến đi này. Vậy Tùng không có nhận quảng cáo của bất kỳ một công ty tổ chức cá nhân nào cả. Rồi. Ở đây là một cái chỗ thắp hương. Phật. Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào địa đạo nha. Ủa? Này giống đường hầm không? Hay đường hầm đó. Địa đạo khác, em tưởng địa đạo nằm dưới đất chứ. Không biết có xuống không, không biết nữa, chưa rõ. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta thấy là ở đây mình chắc phải cởi giày ra rồi đó. Đây. Không biết là cái gian thờ này có liên với nhau không nữa. Rồi các bạn đợi mình chút xíu nha. Đây các bạn thấy nè. Xanh mướt một màu luôn. Cái hệ thực vật á bám trên cái bức tường của địa đạo. Ở đây chúng ta thấy cái rau càng cua nữa nè. Đó. Rau càng cua mà bóp gỏi với bò là ngon lắm á. Đây. Ở đây là nhớ về Miến Điện có những ngôi chùa nó sẽ có những cái gian. Gian thờ Phật như thế này. Rất ấn tượng. Từ cái này gọi là đường hầm thì đúng hơn. Địa đạo thì bên dưới.
Đây các bạn. Bình ơi, donation nha. Mỗi lần vô chùa là donation. Đây các bạn. Ở đây có một cái mùi, đó là mùi của những con dơi. Có nghe mùi dơi không? Nồng lắm đúng không? Mùi những con dơi. Em đi ra trước rồi. Ok. Mùi rất là nồng các bạn. Nồng nặc luôn á. Mặc dù là sạch. Ừ, hình như họ mở cửa 3 gian thôi. Nếu các bạn có đến dịp đến Ba Gan sẽ thấy là rất nhiều những gian thờ Phật như thế này, và bên trong là cực kỳ xuất sắc bởi những bức bích họa vẽ về Đức Phật, về con voi, về hoa sen trên cả 1.000 năm, và nó vô cùng gọi là nó tinh tế đẹp á, 1.000 năm hơn mà vẫn còn sắc nét luôn. Đây các bạn, rồi đây là Wat U Mong. Donation để giúp cho chùa. Cái đường hầm này có độ cao cũng khoảng độ 1m8 vậy đó các bạn, đi cũng dễ. Ở đây có đường lên nữa nè. Đây các bạn, gió thổi lên nghe rất là mát. À, hóa ra đây là một đường ra mà. Các bạn nghe tiếng gió ha, tiếng bước chân hơi ồn chút xíu. Ở đây chắc chắn là sẽ có thông qua những gian khác rồi. Đây các bạn. Đường từ trung tâm thành phố Chiang Mai chạy ra đây cũng gần các bạn, 6 cây số và cũng dễ đi nữa. Ở đây đôi khi phải cúi đầu chút xíu. Rồi, chúng ta đi ra nha. Bây giờ chúng ta lên chùa nha. Theo cầu thang đi lên các bạn. Ôi, rêu xanh nó đóng lên kìa. Một màu xanh ngắt luôn. Rồi, chúng ta lên tới nha. Thấy một số vị sư đang vẽ bảo tháp. Wow, dễ đẹp quá. Đây các bạn. Rất nhiều người đến đây vẽ tranh. Đi xoay vòng theo bảo tháp.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trong chùa Wat Pha Sing, Chiang Mai.